Việt Nam đứng thứ ba Đông Nam Á. Oaken Signal, Anh, công ty chuyên phân tích và đánh giá về thị trường mạng di động và không dây, vừa công bố báo cáo về tình trạng phủ sóng mạng 4G LTE trên toàn cầu trong quý 1 năm 2019, từ ngày mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 3 năm 2019. Theo Oaken Signal, tốc độ mạng 4G LTE tối đa ở những quốc gia có mạng 4G nhanh nhất hiện nay đã không được cải thiện nhiều trong thời gian qua. Có vẻ như tốc độ mạng 4G LTE đã đạt tới giới hạn và chờ cho mạng 5G được ra mắt để tốc độ mạng di động được cải thiện. Báo cáo của Ookla Signal cũng cho thấy mạng 4G đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, ngay cả ở những quốc gia đang phát triển, với thời gian khả dụng của mạng 4G trung bình trên toàn cầu đạt gần 80%, thời gian khả dụng của mạng 4G là thời gian mà người dùng có thể kết nối vào mạng 4G, chứ không phải là thước đo về phạm vi phủ sóng của mạng 4G. Hiện tại Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu cả ở hai tiêu chí cả ở tốc độ kết nối mạng 4G nhanh nhất thế giới và cả thời gian khả dụng của mạng 4G hiện mạng 4G tại Hàn Quốc đạt tốc độ trung bình 524 Mbps và là quốc gia duy nhất có tốc độ mạng 4G trung bình vượt qua mức 50 Mbps thời gian khả dụng của mạng 4G tại Hàn Quốc cũng đạt mức 97,5% tốt 5 quốc gia có tốc độ mạng 4G nhanh nhất thế giới hiện nay ngoài Hàn Quốc còn có Na Uy 482 Mbps Canada 425 Mbps Hà Lan 424 Mbps và Singapore, 393 Mbps. Với tốc độ mạng 4G trung bình đạt 141 Mbps, Việt Nam xếp thứ 44 trong tổng số 87 quốc gia được Ookla Signal nghiên cứu. Đáng chú ý, tốc độ mạng 4G trung bình tại Việt Nam còn cao hơn một số quốc gia có ngành viễn thông phát triển như Israel, 136 Mbps, Nga 12 Mbps. Cũng theo báo cáo của Ookla Signal thì Việt Nam hiện đứng thứ 3 tại khu vực Đông Nam Á về tốc độ trung bình của mạng 4G, sau Singapore. 393 Mbps và Myanmar 16 Mbps. Tuy nhiên về thời gian khả dụng của mạng 4G, Việt Nam chỉ xếp ở vị trí thứ 7, 78,4%, xếp sau Singapore 90,2%, Thái Lan 88%, Indonesia 83,5%, Myanmar 83,2%, Campuchia 81,1%, Malaysia 79,6% và xếp thứ 52 trên 87 quốc gia trong báo cáo của Ookla Signal. Mạng 4G bắt đầu được phủ sóng tại Việt Nam từ tháng 12 năm 2015 và hiện đang được phủ sóng rộng rãi trên toàn quốc để thay thế cho mạng 5G. Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia dự kiến sẽ phủ sóng mạng 5G sớm nhất trong thời gian sắp tới. Tê Thủy